rồi, bây giờ chúng ta đã đến lesson 3, grammar and song của unit 9, bài số 9. Và bây giờ các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ lại tiếp tục học câu hỏi là với một cái phần ngữ pháp là về will nữa nha. Rồi, bây giờ các bạn nhìn vào đây. When's your vacation? Khi nào đến kỳ nghỉ vậy của chúng ta vậy mẹ? It's in 2 weeks. Tức là gì nào? 2 tuần nữa. Cái chữ in này là tới nha các bạn. 2 tuần tới, tức là trong 2 tuần nữa là 2 tuần sắp tới. We will go on vacation in a month. Chúng ta sẽ đi du lịch, chúng ta sẽ có một cái kỳ nghỉ in a month trong 1 tháng nữa. Được chưa nào? 1 tháng nữa mới tới. Hoặc là in 2 weeks, 2 tháng nữa. Next week là gì nào? Tuần tới. On Monday, vào thứ hai. This evening, vào tối nay. Tomorrow là ngày mai. Soon là sớm. Later là sau đó. Vậy thì các bạn thấy là tất cả những cái từ vựng này nó đều chỉ ở tương lai. Tương lai là chưa xảy ra, thì chúng ta phải dùng là will. Bây giờ các bạn lặp lại với cô những cái từ ở cái cột dọc này nha. Ok, so now listen and repeat after me. In a month. In a month. In 2 weeks. In 2 weeks. Next week. On Monday. This evening. Tomorrow. Soon. Later. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái bài số 2. Ask and answer. Các bạn sẽ thấy cái phần ask and answer nhé. Rồi, tomorrow, next Monday, this evening, on Saturday, in 3 days. Bây giờ mình sẽ hỏi nhé. When will we look at the star? Khi nào chúng ta sẽ ngắm những vì sao vậy? This evening, tối nay. Thì các bạn sẽ thấy nè, look at the star là on Monday. On Monday thì bây giờ phải là this evening, tối nay nha. Mình trả lời là tối nay. Vậy thì câu trả lời tối nay cô sẽ bỏ. Tiếp theo, vào ngày thứ ba chúng ta sẽ làm gì đây? Walk in space là đi dạo trên space, ở đây là trên không gian luôn các bạn, đi dạo trên không gian thật là thú vị đúng không nào? Vào Tuesday có phải là gì nào? Tuesday là ngày tiếp theo, là không phải là ngày mai không, là tomorrow. Bây giờ cô hỏi nha, when will we walk in space? When will we walk in space? Và ở đây cô sẽ trả lời là gì nào? Tomorrow, tại vì hôm nay là thứ hai nè. This evening là hôm nay thứ hai, vậy ngày mai sẽ là tomorrow. Ok, bây giờ cô làm lại nha. When will we walk in space? Tomorrow. Bây giờ on Wednesday. On Wednesday nothing happened. Ok, fly to Venice. Ok. When will we fly to Venice? When will we fly to Venice? Tức là gì nào? Khi nào chúng ta bay đến một cái hành tinh tên là Venus này đây. Rồi bây giờ sẽ xem là vào thứ mấy? Thursday. Thursday có phải là gì nào? Thursday là in gì nào? In 3 days. 3 ngày nữa đúng không? 1, 2, 3 ngày nè. 3 ngày nữa thì mình mới bay tới. Bây giờ mình hôm nay là ngày thứ 2 thì 3 ngày nữa mình mới bay tới, thì sẽ mình sẽ trả lời là gì nào? In 3 days. Tiếp theo, when will we walk on the moon? When will we walk on the moon? Khi nào chúng ta đi dạo trên mặt trăng vậy? Thì có phải là vào ngày thứ bảy không? Vào ngày thứ bảy các bạn sẽ trả lời là gì nào? On Saturday. Tiếp theo, go back to Earth là quay trở về trái đất. When will we go back to Earth? Thì mình sẽ trả lời là gì nào? Mình sẽ trả lời là next Monday. Các bạn thấy Monday là Monday nè, có phải ngày thứ hai không? Và thứ hai tuần sau thì sẽ là next Monday. Vậy thì các bạn đã hiểu cái cách mình sẽ trả lời như nào. Ví dụ như ngày mai thì sẽ là gì? Tomorrow. Còn 2 ngày nữa, ví dụ như còn 3 ngày nữa đi, 3 ngày nữa thì chuyện đó mới xảy ra, thì con sẽ trả lời là gì nào? In 3 days, đúng không nào? Ví dụ như vào ngày thứ 7 thì con sẽ nói là on Saturday. Còn nếu như là thứ 2 tuần sau thì mình sẽ là next Monday. Thì ở đây người ta hướng dẫn cho mình cách mà sử dụng. Thì đến cái bài số 3 thì các bạn sẽ now write the sentence about the moon trip. Các bạn sẽ phải viết những cái câu mà liên quan đến cái phần này. Thì đây, we will look at the star this evening. Rồi tiếp theo, we will walk in space tomorrow. We will fly to Venus in 3 days. We will walk on the moon on Saturday. We will go back to Earth next Monday. Thì các bạn chỉ viết ra những cái câu nãy giờ mà cô đã đọc cho các bạn thôi ha. Rồi đến cái phần mà song này thì nó rất là đơn giản rồi. Đến cái phần song này nè, a trip to the moon tức là một chuyến bay đến mặt trăng. Get in the rocket, we are leaving soon. Hãy vào bên trong gì nào? Rocket, đây là cái rocket này các bạn, là gì nào? Là cái
tên lửa và chúng ta sẽ rời đi sớm thôi. We are on a trip to the moon. Chúng ta sẽ cất cánh đến mặt trăng. We walk on space and look at the stars. Chúng ta sẽ đi dạo trên khung trăng và ngắm nhìn những vì sao. Chúng ta sẽ có một chuyến bay đến mặt trăng. We are on a trip to the moon. Tối nay chúng ta sẽ ăn qua những cái trip là những cái ống. We are on a trip to the moon. And the next week, và tuần tới chúng ta sẽ quay trở về trái đất. Chúng ta sẽ có một chuyến đi đến mặt trăng. Ok, vậy thì chúng ta đã xong cái phần grammar. Các bạn nhớ nha, bây giờ mình cùng nhau ôn lại. Một tháng nữa sẽ là gì nào? In a month. Hai tuần tới thì là in 2 weeks. Tuần tới sẽ là gì nào? Next week. Thứ hai thì là on Monday. Tối nay là gì nào? This evening. Ngày mai là gì nào? Tomorrow. Sớm thôi sẽ là soon, và sau đó sẽ là later. Đó là những từ vựng mà các bạn cần phải nhớ trong cái phần gì nào? Lesson 3, Grammar 2 này nha các bạn. Vậy các bạn học hết những cái phần này cho cô, cố gắng thuộc hết nghĩa và biết cách sử dụng của từng cái thời gian nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ move to Lesson 4. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến cái phần Lesson 4 là Phonics and Spelling. Bây giờ đến phần Phonics thì có cái âm là âm O. Được chỗ nào? Và âm O này thì các bạn đọc nha. Sources. Source, source, source. August, August. Jigsaw, jigsaw. Straw, straw. Được chưa nào? Thì các bạn sẽ thấy là hai cái âm này đọc như vậy nha. Source, August, jigsaw, straw. Listen and read. Ok, listen and read. Sau đó các bạn phải circle những cái âm nào á, O này và cái âm O này nha, hai cái khác nhau. Thì hai cái màu thì bây giờ ở đây cô sẽ phân biệt, một cái là khoanh tròn, một cái gạch dưới nha. Ở đây cô sẽ khoanh tròn cái âm O này và cái vần này thì cô sẽ là gạch dưới. Both birthday was in August. Các bạn cũng sẽ thấy cái này, các bạn khoanh tròn lại nè. When he woke up in the morning, he saw his present. Saw nè. He got a big jigsaw puzzle. For dinner, he ate noodles with oyster and salt. He had a ring with a straw. Rồi, vậy straw này là cái gì bạn? À, cô giải thích nghĩa nha. Sauce này là nước sốt. August là tháng gì? Tháng 8. Jigsaw là cái đồ mà wrap này các bạn ha. À, cái mảnh ghép này nè. Còn straw này là cái ống hút. In August, my sister will start school. She learned to read, she draw, and she plays sport. In August, thì các bạn khoanh tròn lại. Will start, so she learn to read and she draw. She will play sport. Ok, rồi, bây giờ chúng ta march thôi ha. Rồi, số 1 là August, thì cái phần này. Jigsaw, thì các bạn sẽ phải thấy là cái này mình phải nói tới đây nè, là jigsaw. Tiếp theo, number 4, cái này là gì nào? Sauce nè các bạn. Sauce. Number 2, sorry. This is a pole. À, cái bàn chân là pole. Cái bàn chân cái này các bạn đó, cái đó gọi là pole ha. Tiếp theo cái này là saw. Tiếp theo cái này cái ống hút sẽ là straw. Rồi, vậy thì các bạn sẽ thấy rằng đây là những cái từ vựng nó liên quan. Bây giờ cái chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại và chúng ta sẽ là làm cho đúng nha, học đờ và đọc cho đúng. Ok, August. August. Pole. Jigsaw, sauce, straw. Ok, vậy thì chúng ta đã xong cái lesson 3 and lesson 4 của unit 9 rồi đó. Ok, thanks for listening.